Đường tăng cả đời không mưu cầu gì cá nhân, chỉ mong đạt được chân kinh để phổ độ chúng sinh. Đó là thứ mà chúng ta đã nghe. Nhưng một tác phẩm kinh điển như Tây Du Ký tồn tại không ít những thuyết âm mưu. Vậy thì hôm nay hãy thử phân tích quỷ dữ Đường Tăng. Đường Tăng tên đầy đủ là Đường Tam Tạng, tên khai sinh là Đường Huyền Trang, tên gọi trong nhà là Giang Lưu. Nhiều tên như vậy nên ông có một tuổi thơ uẩn khúc. Theo Tây Du Ký, Đường Tăng mồ côi bố từ khi còn trong bụng mẹ. Mẹ ông được làm vợ kẻ sát nhân giết chồng mình, không muốn con mình có một cuộc sống bên cạnh ông bố dượng có nghề nghiệp phức tạp. Người đàn bà này đã quyết định đặt đứa bé mới sinh lên cái giỏ và trôi sông, mong có một người tử tế sẽ nhìn thấy và lấy chiếc giỏ. Cơ duyên đưa đứa bé dạt vào một ngôi chùa, duyên quá nên đứa bé trở thành một người tu hành, ăn chay niệm Phật. Nhưng Ngô Thừa Ân không để nhân vật chính của mình đơn giản như vậy. Ông miêu tả Đường Tăng là một người có thân thể bất phàm. Kiếp trước của y là Kim Thiền Tử, tức Ve Sầu. Y là nhị đồ đệ của Phật Tổ Như Lai. Để mà so sánh thì giống kiểu Chư Bát Giới. Khi xưa Kim Thiền Tử ngủ gật, vô tình đá đổ một hạt gạo nên bị đầy xuống trần gian tu 10 kiếp, trải qua 81 kiếp nạn mới được trở lại Linh Sơn, cũng vì cái danh thân thể bất phàm. Mà truyền thông bẩn đã khiến đám yêu quái trong thiên hạ tin vào việc ăn thịt Đường Tăng thì sẽ trường sinh bất lão. Ê, không ai hỏi nhưng mà tôi muốn đính chính tí. Hình như trường sinh bất lão thì là cuộc sống vĩnh cửu, không bị già đi, chứ không phải là không thể chết nhá. Nói chung thì mần thịt Đường Tăng, tái nạm gầu gân có trường sinh bất lão hay không thì chả ai biết. Đó là nhân vật Đường Tăng, hoặc ít ra là những gì mà người ngoài thấy về Đường Tăng. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích xem Đường Tăng vì sao lại không tốt lắm. À, những quan điểm sau chỉ là quan điểm cá nhân, mọi người hãy coi đây như một góc nhìn để tham khảo và tán phét cho vui thôi nhé. Xin đừng gắt. Đầu tiên chúng ta nói về chữ từ bi của Đường Tăng. Từ bi là hai đại tâm đứng đầu mà Phật tử cần phải tu học theo Đức Phật. Hỷ xả là hai trợ tâm giúp chúng ta tu phát hai chánh tâm là từ bi. Đường Tăng cũng là Phật tử nên đương nhiên ông cũng từ bi. Nhưng sự từ bi của Đường Tăng khiến cho tôi khá là hoài nghi. Theo Tây Du Ký, Đường Tăng nhiều lần tỏ lòng từ bi với yêu tinh, có thể kể đến sự kiện 3 lần đánh bạch cốt tinh hay 3 lần giáp mặt với yêu tinh nhện nhện. Ông luôn bị bọn yêu tinh sỏ mũi, biến hóa thành thân thể phàm tục để lừa dối. Đường Tăng dù bị lừa nhiều lần nhưng luôn đặt sự từ bi lên đầu trong mỗi quyết định của mình. Ông thà một lần đúng vạn lần sai, nhưng quyết không giết nhầm một người dân vô tội. Nhưng cái dở của vị hòa thượng này cũng chính là ở đây. Ông luôn kiên nhẫn với người ngoài, nhưng với đại đệ tử của mình là Tôn Ngộ Không thì ông luôn khó khăn và hành xử rất là thiếu điềm tĩnh. Vốn biết rằng Mỹ Hầu Vương có tài năng siêu phàm, lại luyện được hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu vạn vật, nhưng trọng lượng của mỗi câu nói của đại thánh với sư phụ chắc chỉ bằng nửa hộp mận sơn la ngoài Winmart. Đường Tăng luôn cố gắng thấu hiểu cho những người mà ông mới chỉ gặp lần đầu. Nhưng với Ngộ Không thì ông cứ hở ra là thiên đầu thống mãi không dứt. Trong thâm tâm của ông, chưa bao giờ ông có lòng tin vào đồ đệ của mình. Hoặc nói đúng ra, thời gian đầu bên các đồ đệ, ngoài mặt là thầy trò, nhưng Đường Tăng vẫn luôn coi họ là những yêu quái bất trị. Vì sự độ lượng của Phật Tổ mà được đi tu hành cùng ông. Bằng chứng là vị hòa thượng lúc đầu khi thấy con khỉ ngổ ngáo, luôn có cảm giác rằng nó tính tình hoang dã, luôn coi việc khi xưa đại náo thiên cung như một chiến tích, nên luôn có tâm thế muốn trừng phạt nếu tên hầu tử này manh nha tạo phản. Điều này đã không ít lần khiến Ngộ Không phải bỏ về Hoa Quả Sơn làm vua khỉ. Tiện nhắc đến chuyện con khỉ này dỗi thì ở kiếp nạn Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã có một pha trao đổi khiến cho cả ba cõi xôn xao. Chuyện là sau khi dỗi sư phụ và bỏ đi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã tiếp cận Đường Tăng để giả làm Ngộ Không. Y không có ý muốn hại vị hòa thượng, mà một lòng cũng muốn đi thỉnh kinh. Điều đặc biệt là con khỉ này giống Ngộ Không đến nỗi cả thiên đình lẫn địa phủ đều không ai có thể phân biệt được trắng đen, thật giả. Đến khi gặp Phật Tổ, úp kẻ giả mạo vào một cái niêu thì mọi việc mới được sáng tỏ. Con khỉ kia là khỉ sáu tai, nghe lén được cả những chuyện thầm kín của cả thiên hạ. Đó là lý do nó có thể biết được mọi chuyện và tu hành được ngang ngửa, hoặc thậm chí là còn hơn cả Tôn Ngộ Không. Nhưng có một giả thuyết được đưa ra, đó là phải chăng sự thật không hề đơn giản như vậy? Nếu đã khó phân biệt đến thế thì điều gì đảm bảo rằng con khỉ đã chết không phải là Tôn Ngộ Không? Thêm một điểm nữa là sau kiếp nạn này, con khỉ sống sót tức Tôn Ngộ Không khi quay trở về bên Đường Tăng thì tính nết có phần thuần hơn, cư xử phải phép hơn, khác hẳn với bản tính bạo tàn, hung hăng trước đây của Tề Thiên Đại Thánh. Hay như cái cách mà sư thầy đối đãi với Chư Bát Giới. Thường thì cứ khi nào Ngộ Không vắng mặt là heo đệ lại rình rình để chia hành lý. Đường Tăng gần như không thể nhờ cậy gì được người đồ đệ này. Lười biếng, háo sắc, tham ăn. Có khi có lương thực lại còn đớp của cả sư phụ cho nó cẩn thận. Đường Tăng đôi khi chỉ biết lắc đầu thở dài. Còn với tam đệ Sa Tăng, người đàn ông này luôn phải làm những việc nặng nhọc, bê bê vác vác. Bảo gì làm đấy. Sự thật thì Ngộ Tĩnh có tư chất kém nhất trong ba anh em. Nói năng thì cũng lắp bắp nên là làm việc tay chân là phù hợp nhất. Đường Tăng với em út của nhóm thì cũng chỉ nói vài lời xã giao, nói nhiều sợ đồ đệ lại không hiểu. Người duy nhất đủ uy để pressing con lợn và đủ thông minh để biết cách giao tiếp với Sa Ngộ Tĩnh chỉ có Ngộ Không. Thiếu Ngộ Không thì cái team này no hope. Giá mà hồi đó Ngộ Không có một con Redmi Note 12S. Giá con này giờ chỉ còn hơn 6 triệu tại Cellphone S. Redmi Note 12S là chiếc điện thoại ngon bổ rẻ, cực kỳ phù hợp với học sinh sinh viên từ giá tiền cho đến chất lượng, với pin trâu 5000 mAh, dùng thoải mái cả ngày. Mặc dù bạn cũng không rời ổ điện được một ngày, nhưng nó cũng sẽ không hết pin khi đang đi nặng và không có chai lọ gì để đọc nhãn dán. Camera 108 megapixel giúp ghi lại những khoảnh khắc với độ nét cao, chụp slide bài giảng không lo bị mờ.
Quay clip với người yêu thì bao tuyệt. Quan trọng là các dòng Redmi nó có cấu hình mạnh, chạy chip Helio G96, giúp anh em chiến tốt các tựa game phổ biến. Đến ngay cửa hàng Cellphone S gần nhất, đọc mã The Reviewer để được giảm bớt âu lo khi mua hàng. Còn Cellphone S đã giảm giá cho Redmi Note 12S chỉ còn hơn 6 triệu. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Trở lại với vấn đề thì trọng trách lớn là vậy, nhưng con khỉ chưa bao giờ nhận được sự công nhận của sư phụ. Đó là một vấn đề khác của Đường Tăng. Trong cả hạm đội đi thỉnh kinh, duy chỉ có Đường Tăng là người phàm mắt thịt. Có ai thắc mắc rằng nếu Đường Tăng thật sự thông suốt Phật pháp đến vậy, tại sao ông phải đi thỉnh kinh để trở thành Phật? Ngoài phải trả nghiệp kiếp trước khi không nghiêm túc nghe giảng kinh Phật, thì việc thỉnh kinh còn là một con đường giúp Đường Tăng hoàn toàn thoát khỏi tính phàm, không chỉ thuộc lầu kinh Phật mà còn phải thấm nhuần nó. Vậy tính phàm của Đường Tăng được thể hiện như thế nào? Ông là một người u mê, nhu nhược ba phải và rất hay cảm động theo cảm tính, thiếu đi sự lý trí cần thiết. Theo Tây Du Ký, Đường Tăng ăn chay từ khi cai sữa, tu hành từ khi còn nhỏ. Nhưng khi lớn lên biết về thù giết cha do được sư Pháp Minh chỉ điểm, ông đã khóc và thề rằng thù giết cha không trả, sao có thể làm người? Sau đó cùng ông ngoại là thừa tướng bắt và tra khảo bọn sát nhân đến chết. Hành động này khiến không ít độc giả hoài nghi về chữ từ bi của vị cao tăng này. Thật ra hai chữ này còn bị lung lay ở các sự kiện khác nữa. Như lúc khởi hành không lâu, sau khi gặp được Tôn Ngộ Không, Đường Tăng đã bị một con hổ tấn công. Con khỉ với bản tính hung bạo đã ra tay đập chết nó. Dù nó chỉ hành động theo bản năng, Đường Tam Tạng sau đó cũng chỉ nói vài lời nhẹ nhàng, không hề răn đe. Có lẽ ông sợ mình đi theo con hổ. Hay sự kiện Ngộ Không từng đánh chết một vị quan giám sát ngay trước mặt Tam Tạng khi thầy trò họ đấu phép với ba yêu quái nước Sa Chi. Đấy là về sự từ bi. Còn chi tiết gây tranh cãi hơn, có lẽ là kiếp nạn mà thầy trò bị lạc lối ở Tây Lương Nữ Quốc. Trong phiên bản Tây Du Ký 1986 đã có một chút cải biên nhằm lãng mạn hóa mối quan hệ giữa Đường Tăng với nữ vương. Chu Lâm nhan sắc Trác Việt tuy vẫn giữ lễ nghĩa nhưng liên tục pressing tình ái với Đường Tăng. Anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân nữa là một ông bánh bẻo. Vị hòa thượng này tuy có phản kháng nhưng không quyết liệt, có phần nhượng bộ. Lúc chia tay còn trao nhau ánh mắt lưu luyến, tơ vương tình trần. Điều này vi phạm vào lục dục trong Phật giáo. Có thể thấy trong suốt hành trình thỉnh kinh, Đường Tăng luôn đọc lầu những điều trong kinh Phật. Nhưng có một sự thật rằng Đường Tăng chưa thực sự cảm hóa được ai, ngay cả với bốn người đồ đệ gần gũi nhất với mình. Trải qua nhiều chuyện trong suốt 81 kiếp nạn, Tôn Ngộ Không là người thay đổi nhiều nhất, tính nết thuần hơn, ít dỗi sư phụ hơn. Nhưng đây giống bước phát triển của tôn hành giả qua cả chặng đường hơn là được sư phụ cảm hóa. Qua thời gian gánh còng lưng cả tổ đội, Tôn Ngộ Không đã có những sự trau dồi về nhân sinh thế thái hay như chư bát giới. Là một người hoàn toàn không có chút thay đổi gì từ đầu đến cuối, vẫn tham ăn, lười biếng và luôn bàn lùi, vẫn còn tơ tưởng đến cô hằng Nga vốn không thể với tới. Đó cũng là lý do mà bát giới được phong làm tịnh đàn sứ giả chứ chưa phải thành Phật. Sa Tăng thì vốn dĩ thật thà chân chất, một người không có tà tâm, nên đắc đạo chỉ việc cần cù, không cần quá cố gắng để đạt được. Vậy thì vai trò của Đường Tăng có vẻ khá vô dụng trong hành trình này. Nhưng vì sao mọi người vẫn phải nghe lời ông, phục tùng ông? Phải chăng vì ông có xuất thân cao quý, còn quan rồi lại làm quan, nên dù có liên tục sai lầm, thậm chí là ngu muội thì vẫn sẽ được cứu giúp, chở che? Đến ngay như con Bạch Long Mã mà Đường Tăng hay cưỡi, vốn là tam thái tử của Tây Hải Long Vương. Cả hành trình làm trâu làm ngựa đúng nghĩa đen cho sư phụ, nhưng ông tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời cảm ơn. Ông thậm chí còn có phần bỏ quên người đồ đệ này, khi mà ba vị huynh đệ kia đều có pháp danh lần lượt là Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh, thì Bạch Long Mã thì cứ ngựa là ngựa. Thật ra chỗ này cũng phải kể rõ ngọn nguồn cho nó tường tận. Đường Tăng không đặt pháp danh cho Bạch Long Mã vì ông biết rằng con rồng này vốn ăn thịt ngựa cũ của mình, sau được Quan Âm Bồ Tát thu phục và hóa thành Bạch Long Mã như chúng ta đã biết. Do đó ông mặc định rằng con vật này chỉ là một con ngựa vô tri, không có danh phận cụ thể. Thêm nữa, Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh đã có thời gian dài bị đầy ải tại hạ giới, rồi sau đó mới có cơ duyên được gặp Đường Tăng để bắt đầu tu hành. Còn với Bạch Long Mã thì khác, việc đi thỉnh kinh là cách duy nhất để con rồng này thoát khỏi án tử. Chuyện còn lại thì phải xem Phật tính của con ngựa trắng này đến đâu. Sau khi thỉnh được chân kinh, Bạch Long được Như Lai phong làm Thiên Long Bát Bộ, chính là nhân vật đứng đầu chư thiên trong 8 bộ kinh Phật. Bài phân tích trên chỉ giúp cho chúng ta có những cái nhìn khác bên cạnh những mặc định dành cho Đường Tăng. Nó không nhằm chứng minh ông là người xấu, mà chỉ để chỉ ra những hạn chế trên con đường tu hành không hề dễ dàng của một người vốn tiếp xúc với kinh Phật từ nhỏ. Nó cũng nhằm khẳng định một sự thật, chữ nghĩa, sách vở có thể thuộc lầu như cháo, nhưng để hiểu, để thấm nhuần, để giác ngộ là hành trình của cả một kiếp người, hay thậm chí là nhiều kiếp người. Và câu chuyện về năm thầy trò tính cả ngựa vẫn là một sự truyền cảm hứng mạnh mẽ về đạo lý hướng thiện của con người. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.